Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người cũng quan tâm, đấy là khi thị trường lan nó đang xuống đáy như thế này cũng khá lâu rồi và thêm 2 tháng nữa thôi, vậy thì con đường của chúng ta đi sẽ đi về đâu, và vai trò của các idol, vai trò của các anh lớn, vai trò nhà vườn mà các bạn tự phong, vậy thì họ đã làm gì giúp các bạn? Tôi phải nói rằng là đến thời điểm này họ cũng có làm, nhưng thực ra cái làm của họ nó chỉ mang tính về hình ảnh, và họ chỉ làm mang tính là gì để tự cứu lấy họ thôi. Chứ còn thực ra là nếu như các idol, nếu như các anh lớn, nếu như các nhà vườn họ mà muốn họ nghĩ sâu ấy, thì họ sẽ biết họ phải tự hành động. Bởi vì sao? Bởi vì các nhà vườn nhỏ, các người buôn bán nhỏ, các người đang buôn bán hàng bờ rào là những người đang cứu họ. Nhưng thực ra là họ không quan tâm về việc đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái giá nó quá cao thì làm sao tiếp cận đến được với thị trường. Mà trong khi đó cái lượng hàng họ ôm vào, họ có thể họ tạo ra những cái lũng đoạn về thị trường cũng có thể chứ, đúng không các bạn? Vậy thì cái vai trò của họ, cái tiếng nói của họ trong cái việc cứu thị trường, rồi cái hiệp hội trong cái thời điểm này họ đã hành động những gì? Tôi thấy gần như họ vẫn bình chân như vậy. Các anh lớn, các nhà vườn thì hô hào nhau là gì? Là phải xác định mở được cây Phú Thọ ra làm cây quốc dân, rồi để bình ổn về thị trường. Trong khi đó là bản thân họ, bản thân những nhà vườn họ còn chưa ngồi lại với nhau, tiếng nói họ bây giờ còn đang đá nhau. Thì vậy thì theo các bạn thì liệu có thể đưa đến cái ngành lan Việt Nam, đưa đến cái lĩnh vực lan nói chung cho người chơi, cho người kinh doanh được một cái môi trường thuận lợi, được một cái môi trường ổn định hay không? Tôi dám chắc điều đó rất là khó trong tương lai gần. Đấy, còn nếu như bây giờ mà tiếng nói của họ thật sự được mọi người tôn trọng, họ được mọi người kính trọng và họ được mọi người tin tưởng thì họ phải hành động. Họ phải hành động không phải vì họ mà vì cho tất cả những người chơi lan nói chung. Và tôi nghĩ cái hành động đó nó phải quyết liệt các bạn, nó phải quyết liệt và nó phải bằng thực tế. Giống như các clip khác tôi có đưa ra là gì, để giải pháp ra bây giờ để giúp cho cái thị trường vận hành nó tốt ấy, thì họ phải làm được hai điều. Một là bản thân họ phải xác định được, thống nhất cùng với nhau là đưa ra một cái mặt bông lan va về với giá trị thực của nó, tức là về với giá trị để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Cái vấn đề thứ hai nữa là bản thân họ phải bỏ ra một cái số tiền để mua các cái sản phẩm đó từ những cái nhà vườn nhỏ, từ những người mới chơi, để giúp cho cái bộ máy nó vận hành trơn tru, cũng như là hỗ trợ cho các cái người bán, các cái người buôn các cái dòng thân lá. Bởi vì chính những người buôn các dòng thân lá thì họ mới có được cái số lượng khách hàng nó đông đảo, và từ cái những người buôn thân lá đó nó sẽ giúp cho cái thị trường vận hành nó tốt hơn. Nhưng nếu như mà cứ bây giờ cái giá mà vẫn giữ như vậy thì tôi nghĩ là rất khó. Họ cứ hô hào nhau là 1 triệu 1 sen, rồi Bạch Tuyết là 150 triệu. Tôi nói thật với các bạn, bán cho khỉ về thời điểm này, nói thẳng luôn cho nhanh. Vậy thì với họ thì tôi biết rằng là với những người lớn, với những nhà vườn lớn mà các bạn gọi là idol, trong tay họ bây giờ không thiếu tiền các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là họ chỉ có một vài chục, thậm chí họ có đến hàng trăm tỷ. Tôi nói thật, các bạn hãy cứ nhìn họ khoe siêu xe, họ khoe đồng hồ, họ khoe đất Rolex thì các bạn sẽ biết được thôi. Mà trong khi đó các bạn có gì để khoe không? Đúng không? Các bạn chật vật để các bạn kiếm miếng ăn, mà trong khi đó họ khoe tẹt ga. Bởi vì sao? Các bạn là người, các bạn là những con, các bạn là những người công nhân đang mua hàng, đang nuôi họ. Nhưng khi mà thời điểm này đến ra thì họ có cái gì để đảm bảo cho bạn? Họ có gì để giúp cho bạn? Hay họ chỉ hô hào, họ chỉ đưa ra những dự định mà trong khi đó hành động thì gần như bằng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng nếu như các anh lớn nghe được thì họ cũng phải lên hành động. Thời điểm này là bắt buộc phải hành động rồi, bởi vì thêm 2 tháng nữa thôi thì rất nhiều nhà vườn nhỏ, rất nhiều người mới chơi và mới kinh doanh lĩnh vực này, tôi nói thật với các bạn là phá sản hết và ôm đống nợ rồi lại trốn nợ. Bởi vì tôi biết là trong những lĩnh vực này có rất nhiều người mà thật sự các bạn là câu chuyện có thật, rất nhiều người đã phải đi bóc lịch rồi, cũng như đã phải trốn nợ vì lan va rồi. Cái việc đó việc có các bạn ạ. Bởi vì họ cứ nghĩ là làm kinh doanh cái này là đổi đời trong một vài ngày, đổi đời trong một vài tháng, nhưng không phải. Không có một cái gì nó đơn giản như vậy cả. Nếu như đã là kinh doanh, nhất là kinh doanh lan va này, thì các bạn hiểu là nó chưa phải là một sản phẩm được định giá nó rõ ràng. Giá là do con người định ra, thị trường cũng là do con người tạo ra, nhu cầu cũng là do con người tạo ra. Nhưng cái vấn đề là gì? Trong thời gian qua gần như các nhà vườn lớn họ chỉ biết là bán ra, bán thật nhiều ra cho những cái nhà vườn nhỏ, cho những nhà vườn trung bình, họ thu hồi lại về vốn là họ êm. Gần như tất cả những cái nhà vườn đó bây giờ họ đều sống khỏe, kể cả bây giờ lan va có chết
và thị trường Lanva nó chả đi đâu, họ chả quan tâm các bạn ạ. Các bạn cứ nhìn lượng siêu xe họ khoe, các bạn cứ nhìn cái đồng hồ họ đeo thôi, các bạn sẽ thấy nó khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ý kiến chia sẻ của tôi.